choáng ngợp với cơn ngơi của ca sĩ Việt giàu nhất thế giới có tài sản 35.000 tỷ đồng. Chỉ một vài hình ảnh thôi nhưng cũng đủ để khán giả trầm trồ về cơn ngơi lộng lẫy của ca sĩ Hà Phương hay còn là ca sĩ Việt giàu nhất thế giới. Nghệ sĩ Việt không thiếu đại gia giàu có sở hữu khối tài sản kếch xù nhưng người được cho là ca sĩ Việt giàu nhất thế giới lại khá kín tiếng. Đó là Hà Phương, chị gái của Minh Tuyết và Cẩm Ly. Hà Phương quen biết với tỷ phú người Mỹ gốc Việt Chính Chu trong một chuyến lưu diễn năm 2000 và sau đó kết hôn. Vì Chính Chu sở hữu khối tài sản lên đến 1,5 tỷ đô la, khoảng 35.000 tỷ đồng, nên Hà Phương cũng trở thành nghệ sĩ Việt Nam giàu nhất. Thậm chí một thời, nhiều người còn cho rằng cô là người Việt giàu nhất thế giới. Tuy sở hữu khối tài sản kếch xù nhưng Hà Phương lại rất kinh tiếng, hiếm khi khoe cuộc sống xa hoa trên trang cá nhân. Thậm chí cô ăn mặc yêu thích của cô cũng không phải hàng hiệu xa xỉ mà chỉ là áo dài truyền thống. Mỗi khi ca sĩ Hà Phương về nước và dự sự kiện của giới giải trí, nhiều khán giả phải ngạc nhiên vì nhìn cô giản dị hơn nhiều các nghệ sĩ khác. Mới đây, ca sĩ Minh Tuyết có dịp tới thăm nhà chị gái nhân kỳ nghỉ Giáng sinh. Cả hai chị em đã cùng tạo dáng dưới gốc cây thông trong căn bên hậu trồng mênh mông của vợ chồng Hà Phương. Có thể thấy nhà của Hà Phương vô cùng lộng lẫy, tráng lệ với cây thông siêu to khổng lồ. Chỉ tiếc rằng Minh Tuyết chỉ hé lộ một vài bức ảnh chụp bên cây thông chứ không chia sẻ nhiều hơn về ngôi nhà bề thế của chị gái. Có lẽ chị không muốn để lộ quá nhiều về cuộc sống riêng tư của Hà Phương. Được biết, hai vợ chồng Hà Phương sở hữu rất nhiều bất động sản đắt giá. Những khu nghỉ dưỡng sang trọng trong đó nổi tiếng nhất là Cabin House ở tầng 89 và nửa tầng 90 của tòa tháp Trumpua Tower. Nổi tiếng nóng bỏng, quyến rũ như Ngọc Trinh có còn tỏa sáng khi đọ sắc với Hoa hậu. Ngày 27 tháng 12 năm 2021, rốt cuộc thì nghệ sĩ nhân dân Công Lý có làm bắt đầu trong chương trình Táo Quân 2022 hay không? Ngày 27 tháng 12 năm 2021, diện dự trang phục nhưng giấy áo cắt xẻ hiểm hóc mới là đỉnh cao của Hoa hậu Thùy Tiên. Ngày 27 tháng 12 năm 2021, lộ diện nhân tố chơi lớn nhất showbiz Hàn trong dịp Giáng sinh năm nay. Ngày 26 tháng 12 năm 2021, Hồ Chất Cường lộ diện trong ảnh mới, có gì đáng ngại mà khiến khán giả lo lắng. Ngày 26 tháng 12 năm 2021,